Thời tiết hôm nay tuy âm u nhưng mà khá là đẹp, bởi vì hôm nay là thứ bảy. Công thức thứ nhất, Ikigai. Hôm nay mình đã bắt đầu với một ngày mới bằng đam mê của mình, thiền. Ok, màn khởi động như vậy là đã xong. Bây giờ mình sẽ vào luôn 2 phút tư thế thiền kiết giả. Quá đau. Về chi tiết của buổi thiền sáng ngày hôm nay thì các bạn có thể xem video ở link bên dưới nhé. Giờ mình chuẩn bị đi làm các bạn ạ. Cho anh hai cái bánh mì trứng ốp la, mỗi cái 2 trứng. Thank you em. Rất là đẹp. Cảm ơn em, cảm ơn em. Chúc em ngày vui vẻ. Ok, 2 ổ bánh mì, 2 trứng. Ông anh bán bánh mì quá dễ thương. Bánh mì và cà phê. Combo quá chuẩn. Một bữa sáng cà phê ở đây uống cực kỳ ngon. Infect Coffee, 28 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1. Uống vào tỉnh táo, sảng khoái, làm việc năng suất, hiệu suất cao. Bánh mì ngon, mình mua bánh mì ngon. Bây giờ mình sẽ đi về nhà, công việc đã xong. Sắp 3 giờ chiều, mình đang đợi cô em qua để hai anh em đi nâng cao sức khỏe. Hello. bắt tay xong thời Covid phải rửa tay luôn. Chiến không? Chiến thôi. Anh em mình hôm nay lại đi nâng cao sức khỏe. Linh Cú Tê đang đi set up hình ảnh. Hôm nay gió khá là to. Nhiên. Anh em mình sẽ bay người luyện tập một bài full body. Anh em mình vào vòng 2. Như bên kia mưa rồi kìa. Bình Thạnh là mưa đấy. Lên xỉ à? Ờ. Trông như bên quận 1 trộm mưa hay sao kìa. Nó cứ mờ ấy à. Em thì chả nhìn thấy gì. Mưa. Mưa vào người luôn kìa. Mưa. Anh em mình đang đi tập thì bị dính mưa, là phải chạy về. Buổi tập hôm nay là coi như chưa hoàn thành. Hai hôm mới nhờ. Hai hôm giang dở. Vì thời tiết. Hôm đầu tiên thì quá nắng, quá nóng. Hôm thứ hai thì gió trời mưa. Vậy là hôm nay thông qua việc tập thể dục,
mình đã áp dụng được công thức thứ 3 trong bộ công thức của mình, nâng cao sức khỏe. Song song với việc nâng cao sức khỏe thì anh em mình cũng có gặp nhau là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Sau khi tập thể dục, anh em mình có ngồi tâm sự với nhau, chia sẻ những kiến thức, chia sẻ niềm vui trong ngày, hay là chia sẻ những vấn đề để cùng nhau có thể giải quyết hay là chia sẻ cho nhau nghe. Thằng quê mình hiện tại mình biết nó đang có hai sở thích, đó là cà phê và chụp ảnh. Thì do nó đam mê chụp ảnh nên là nó biết cách chỉnh khăn góc hay là chỉnh bức ảnh sao cho nhìn trông cho nó cân đối, nhìn trông cho nó đẹp mắt. Thiếu này mình có nhờ thằng quê mình tìm cho mình một góc nào đó để mình chụp vài kiểu ảnh cho nó deep. Và đây là kết quả. Vậy là ngày hôm nay mình cũng lại làm được khá khá những cái công thức trong bảng công thức của mình. Công thức thứ nhất, Ikigai đi sâu vào khỏi và đam mê của mình. Sáng có thiền, quay phim cũng có. Công thức thứ ba, nâng cao sức khỏe, có tập thể dục. Công thức thứ sáu, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Anh em có gặp nhau, có tập thể dục cùng nhau, có chia sẻ kiến thức cho nhau. Thông qua đó thì mình cũng có khống chế được những suy nghĩ tiêu cực. Công thức thứ tư, thông qua việc gặp gỡ những nhiều người tích cực, chia sẻ cho nhau những kiến thức, chia sẻ cho nhau những điều bổ ích thì mình cảm thấy vui. Và khi vui thì mình sẽ có những suy nghĩ tích cực. Và để kết thúc cho một ngày đầy trải nghiệm vui, tích cực, nhiều sự bất ngờ thì mình áp dụng công thức thứ 5, biết ơn và yêu thương nhiều hơn, bằng cách áp dụng luật hấp dẫn, thực hành lòng biết ơn bằng cách nói lời cảm ơn. Công thức thứ 8, cảm ơn ngay lập tức. Và để nói lời cảm ơn cho ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng hòn đá nhiễm màu. Mình sẽ nắm hòn đá nhiễm màu này trong tay và nói những lời cảm ơn về những trải nghiệm của mình. Mình cảm ơn vì sáng ngày hôm nay mình có thời gian ngủ thiền. Mình cảm ơn phương tiện giao thông đi lại hôm nay đã rất là suôn sẻ. Mình cảm ơn công việc của mình ngày hôm nay cũng đã trôi chảy. Mình cảm ơn vợ mình hôm nay nấu ăn cho mình. Mình cảm ơn ngày hôm nay anh em mình có tập thể dục được cùng nhau. Mình cảm ơn cậu quen của mình vì đã set up cho mình được cái góc mình đang ngồi hiện tại này. Mình cảm ơn bạn view hôm nay đã quá đẹp, mặc dù bạn mưa. Và mình cảm ơn ngày hôm nay vì đã có rất nhiều bất ngờ, nhiều niềm vui và nhiều trải nghiệm. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.